Nhưng mình xin kính chào quý cô chú anh chị ha. Con chào cô. Bây giờ hay là mẹ của Thiệu Tiên. Tạm biệt anh cái thôi. Đứng anh đang đứng đây nè. Chúc dạ. Anh em rồi vậy vậy đúng rồi cho cái nhà rồi ra tiếp em. Tí về nhà rồi tí. Để cho chú đi. À, hôm trước á quý cô chú chị gì mình của anh đó. Hả? Em của anh đó. Bà anh không biết. Cũng mở coi. Bây giờ là đây là mẹ vợ Lâm Bích hay là mẹ của Thiền Tiên? Mẹ của Thiền Tiên. Chị sao tí kêu mẹ vợ Lâm Bích. Mẹ vợ của người Lâm Bích luôn. Không, cái này là mẹ vợ của người Lâm Bích. Thì đó. Đó. Vừa là mẹ ruột của Thiền Tiên và mẹ vợ của người Lâm Bích quý chị. Vì mình lên trên nhà chơi rồi nên là biết. Thật ra là xuống đây là cũng lần thứ hai rồi. À vậy hả? Cái lần trước là ngày 100 á. Trăm yếu đó đông quá sao đông biết quá. Được. Đúng rồi, cho nên đông lắm. Hết nhang cả thì về rồi. Với lại lúc đó là hình như là em có dẫn bé xuống. Này cô thấy mộ của Vũ Linh sao cô? Để quỳ xuống đây gian giá thằng cho khỏe mạnh đi rồi đi cũng bất ngờ không nói với ai hết. Tiên, cái này là ba mẹ vợ mua làm mất loại gì của em? Mà lại gì của anh vậy? Nói gì? Ba mẹ già học. Có chữ học nữa nha. Đi chữ hát. Coi hát đó luôn. Cái nói cái mình nói anh em YouTube, mình nói má ơi, cho con theo con sách dép Vũ Linh đi, sách dài sách dép Vũ Linh. Cái má bả thấy còn nhỏ chắc bả sợ mình đi thiệt. Bả la bả nói ai cho mày đi mà mày đi. Cái mình nghe vậy thôi chứ mình thích dữ lắm. Cứ trong chiều thứ bảy là mình đi coi anh Vũ Linh hát. Ồ ghiền lắm là ghiền. Lúc đó mới 13, 14 tuổi nè. Chưa biết làm gì hết. Thôi giờ mình lại mình thăm chút đi ha. Giờ mình chút đi. Không có đi mà chưa. Này là gì của em? Em dạ. Này là hai bác này là gì của em? À, mẹ vợ em. Ba mẹ vợ em. À. Còn nếu không phải là ba mẹ Thiền Tiên. Còn nếu mà chính xác nữa là ba mẹ cột kèo học của anh. Vương với trời em trả lời câu đó đó. Hết bệnh mình tới mình viếng mã một thi cho biết. Cho biết mã chứ không đi là chưa có làm mã này. Như say. Chưa đâu ba. Chưa còn nó buồn tuổi nữa. Nó tới đâu tới còn để dành sức khỏe mình nữa. Lo nữa. Thương lắm. Làm cái gì coi cái gì là phải một hơi á. Nghe anh hát 2-3 bản, chiều tối cũng hát xong rồi mới đi ngủ. Đó. Lúc nào ở trong tâm mình nghe tiếng hát ảnh là mình quý mến vô cùng luôn. À, 16 hết rồi, xin giới thiệu nha. Ba của Thiền Tiên là fan của đúng không? Còn mẹ của Thiền Tiên là fan của chú Vũ Linh. Cho nên là ngày nào cũng xem hết. Mấy đứa này về còn nghe mà. Cứ về là nghe có tiếng chú ở trong cái điện thoại. Lúc nào cũng vậy hết à. Tao nói đói bụng thì cũng coi xong rồi ăn. Mệt. Coi xong rồi 16 hết. Vậy rồi ai là fan của áo vàng? Fan áo vàng anh áo vàng đâu có kênh đâu fan. Dạ. Ơi coi chừng. Có chị Hai ở Huyền Tiên. À chị Hai ở Huyền Tiên hả? Ủa vậy hả? Đâu chị Hai đâu? Chị Hai ở đi làm. Đi làm. Chị hồi nãy có người đi chung không phải nữa. Chú xuống đây chắc mấy giờ? Mới tới có đạp luôn hả? Cuối cùng mới đi làm. Phải nãy chú tới sớm chút xíu nữa vui rồi. Con mới vô phát quà luôn á. Phải cố mà cũng có quà rồi. Chiều hôm qua không vậy thấy chú chở cỏ về đúng không? Chở gom. Từ này tao không đi mà đi. Đúc vô cái chợ Khánh Hòa cái vòng đường này vô lát mình băng ở đây cái. Đang gần mà tới cuối cùng đi. Đó, đi lên. Mẹ mày nói không phải đi thẳng luôn hoang luôn. Trời. Trời chị nên đi lần thứ hai nó tới này dịp đi lên cảnh chơi không? Nếu mà có dịp thì con sẽ đi lên đó chơi. Tại vì Tết hôm nay là cũng có về quê không? Dạ có, nhưng mà chưa có nói trước. Thì ít nhiều thì cũng về chứ. Nghề nghiệp anh có anh em con mà đúng đâu có nói trước được. Đi cũng khai phiên chứ. Nhiều khi cái ví dụ có hoàn cảnh gì người ta điện như bữa Cà Mau đó, ta điện đột xuất cái là đi liền luôn á chú. Ta điện chắc tối là đi liền luôn á, tự nhiên không có suy nghĩ gì luôn á. Đột ngột. Dạ. cái đợt hổm chỉ thiếu anh Niu. Niu. Anh Niu. Cho nên anh Niu chưa biết. Bữa đó vui rồi ha, bữa đó vui rồi sinh nhật của
mà chưa gì hết, đó là mày hút mày đi về, mày đi về ngoài. Đó, con chỉ có là 2 tiếng con mà con dính con đi lên đó, đừng con về con đi còn xe ca, là. Còn hát một lúc la hơ chưa mày hết mày đi về. Con nói chú ha, con vừa về cái là gọi con lên con quải cặp đầu cái người ta điện con xe tới rồi nè. Đúng đúng thời giờ điểm luôn đó. Kệ cho dạ. Nhà cũng được rồi. Gọi là không có thời gian nghỉ đó. Không có thời gian luôn mà. Thì tiên cái bông em dính cái mình anh kìa. Em biết rồi. Con bảo mẹ nó chuyện nhỏ nhẹ dính nha. À, bữa đó con lợi con nói ủa sao ông hay chứ à trời ơi tôi mới vừa tới rồi tôi quải cặp vô ông điện tôi liền luôn á chị em con cháu được bình yên thì con giấy thì lúc nhanh đó rồi giờ tiếp con được bình mày có hôm trước là con về quê có đúng rồi giờ con lên đây thấy quỷ này chưa hết nó cũng phóng về ngoài ba cái vụ về bởi cái đi luôn là bữa sinh nhật bữa vui ca ha bữa đi về quê con kia con ở đây rồi đó cho năm cũng lên ưu bỏ mà anh yêu mà mỗi lần mà coi Hồng Loan cũng khóc nữa khóc nó hoài luôn á tội nghiệp cô cũng dễ thương chứ cô. Để món sắp tới mình có cái sự kiện gì ha cái khóc hoài chứ lên đúng rồi nó không lo á thương chú Vũ Linh anh hát hay quá hồi 13-14 tuổi là đợi theo sách già dép cho ảnh rồi tính ra là cũng fan của chú ha fan gột ha má ơi chắc con theo sách dép cho cứ ngày nào em về là cũng nghe cũng có chú rồi cho mày theo rồi theo má nạt vậy cho mình sợ cô đừng kiếm đường mình đi con là con chưa từng hề hỏi mẹ con là có phải là mẹ con hỏi mẹ con là có phải là mẹ là fan của chú Vũ Linh không con chưa từng hỏi luôn nhưng mà khi mà hồi lúc trước đây, chú này cũng đâu biết đâu. Trước chú Vũ Linh mà ổng mắc á là mẹ con thường hay là xem chú Vũ Linh với cô Tài Linh hát mà như quở tuần nào cơ mẹ con cũng khóc á mà con lợn mẹ khóc mà chạy nước mắt là con lợn con chọc ở hoài à khóc với ổng hoài luôn đừng nói mẹ làm gì khóc với hả cái bật cười cười đó cái mà cười nói tội nghiệp nó quá rồi khóc cô Tài Linh á trời ơi 4 tuổi là ghiền cái là thứ bảy chiều thứ bảy là tối thứ bảy là phải đi đi coi ghiền là ghiền nói trời ơi má ơi Vũ Linh cũng hát hay quá má ơi sáng nay em có đặt cơm cúng rồi nha mấy anh em ngưng lại đi tại vì em đặt tại vì cái cô đó cô dặn ngay buổi 14 này luôn nè em định cúng cho chị Điền Lý nhưng mà em phải điện chị Điền Lý nản lại đó. Mình phải chia ra nha. Tại vì chị cô nói là ngày 14 là ngày của chú mất, tuy không phải tháng này nhưng mà ngày của chú mất cho nên là muốn cúng. Lá lắc sao lắc mình đi. Gớm gì? Đây lúc sao? Từ đưa tới sao? Cô đây cũng là fan của chú nữa đó. tính ra mấy bà cụ ở ngoài là fan của chú gì nhiều quá ha. Đó. Này. Đẹp quá ha. Dạ. Ủa cái này nó bị méo không? Dạ. Ấy cầm cái em sửa là cái. Nóng lên nè. À lâu lâu. Lắc anh lên cùng hai cho. Đó của Ngọc 11 với Lâm á. Lắc anh ghi là hết. À anh ghi tên là hết tên gì? Không kể nữa. Rồi giờ mình phải tranh thủ mình đi cũng không còn mấy ngày nữa rồi. Dạ. Giờ tới đây cũng chúc thêm anh chị em con cháu trong đây mà cho nó khỏe mạnh vui vẻ. Từ từ thì cái gì cũng qua hết. Con cũng chúc cô chú đầu năm mới nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn. Làm đâu thắng đó. Làm gì cũng thắng. Chúc cô chú được nhiều phát tài. Dạ con chúc cô với chú năm mới nhiều sức khỏe nha. Gia đạo bình an, phát tài phát lộc nha. Bữa nay con mới biết mặt được mẹ của Thiền Tiên á. Thiền Tiên nha cô chú. Mẹ tiên là nhất trên đời. Mẹ ruột của mình là Lộc Ai, bây giờ mình làm hết. Dạ. Xấu ở ngoài ăn nhầm gì cô chứ gì. Cái lòng cô lần nào ta không biết coi ăn nhầm gì cô mà không đó con về quê mất tiêu rồi. Bữa đó là hoành tráng luôn đó. Thiếu anh á. Anh về quê mất tiêu rồi, có anh dễ chịu. Rồi nó ngay thì tiên mang bụng bầu là nói con về đây đi. Hả có gửi con á thì về với mẹ. Khi sanh nó là nó quen hơn mình rồi. Chứ còn ở trên nội nó về là nó khóc với la. Dạ. Thì không được. Cái nó về đâu có bao lâu, cái xanh nhỏ ở riết bây giờ nhỏ này học lớp 2 rồi. Dạ. Mà cởi rễ mà nó nghe nó không vừa lòng mình á là chắc cho nó đi. Vậy lần tiếng đâu nè cô. Thôi rồi. Cô không nói thương mà không nói không nữa. Vậy lòng bình thường. Mình là bị ở rễ hả?
nó ở hôm nay cũng con nó học lớp 2 rồi đó, hồi mang bầu chưa sanh tới giờ. Mình nói vậy nè, mình không bắt rễ mà mình không có nói gì mà làm rễ mình hết, cứ ở đây coi được thì con ở, mà nhà chơi xấu thì con cắt nhà khác, ba mẹ cắt có vậy thôi chứ không có đẹp. Ba mẹ cắt con vậy thôi, ba mơ mốt ba mẹ để dành cắt biệt thự. Không, à, nhỏ lớn á, nhỏ lớn chị em nó bà. Nhỏ chị á, nói nha. Khu rút ra đó, đây nè. Ba cắt này. Đây là mẹ khu rút ra đó. Khu rút ra, mặt làm sao biết. Khu rút ra đó. Vậy á, nó còn nói vậy. Có chú. Ờ, mình lót đồ làm xong nhưng mà có ở chứ không kéo chút sang. Nó bị cong nữa ha. Cong cái này sao nó cong vậy ta? Nóng nó quẹo qua bên hay sao? Nó thương lắm. Thì con thấy ở được thì con ở, không được thì mốt cũng cắt người khác. Dạ. Chút xíu ra ngoài kia ngồi nghỉ cô. Ra ngoài chân chỗ cái ghế á. Dạ. Đó, quý cô chú anh chị ơi. Cái đào này cái đào đang nở nè, đang nở nè. Giờ này thì nó chưa có nắng nóng gì mấy chừng nào mà chưa. Hả? Nó chịu nắng nổi không nè. Hay là chưa mình đem nó vô chỗ mát nè. Chưa chắc đem vô đi, cái xới xới chiều. Chứ nghĩ đào nó đem ra. Không phải mình đang vô mắt mà mình dựng đây nó bá nó ấy ta dựng sao mà nó khuất nắng á. Đó nó khuất nắng. Nắng. Xong nó đỡ nắng đi cái. Ồ đây được không ta? Này. Đó. À, cô đem bánh này xuống hả cô? Bánh chả lợn hả? Chứ bông cúng cho bông hả? Dạ. Dạ, không mất cô đi ra ngoài kia cô ngồi đi cô. Coi ấy cho mát ha. Đó, quý cô chú anh chị ơi, video đến đây thì Duy Minh cũng rất là cảm ơn cô chú bác anh chị trong và ngoài nước đã xem hết video của Duy Minh ha. Quý cô chú anh chị mong rằng bà con cô bác xem để ủng hộ kênh, để là kênh có được cái tương tác được bà con cô bác trong và ngoài nước, người ta không đến đây được á, quý cô chú anh chị người ta có thể xem qua màn hình nhỏ của Duy Minh nha. Duy Minh chân thành cảm ơn bà con. Thì bên Hoa Viên người ta cũng tổ chức bố trí nè quý cô chú anh chị, những hoa nè ở trước mộ chú cho nó xinh đẹp hơn ha. Đó quý anh chị, đây một cái rồi đằng kia một cái dài dài ra đó luôn quý cô chú anh chị. Đó, đúng là hoa viên là phải có hoa ha quý cô chú anh chị. Hồi đó giờ thì mình hình dung ra cái hoa viên nghĩa trang á, là thường thường á người ta nghe đến là nghĩa trang là thì người ta sẽ sợ không, nhưng mà quý anh chị thật chắc là ở đây là mình không có sợ quý cô chú anh chị. Ở đây là tổ chức hoa giống như là một cái công viên gì đó quý cô chú anh chị. Đó, đầy đủ luôn, có đèn luôn nè. Đó, bà con cô bác thì ở gần xa thì hy vọng một ngày nào đó bà con cô bác đến viếng mộ chú Duy Linh và tham quan ở nơi đây ha. Bây giờ thì Duy Minh xin chào bà con, chúc bà con cô bác năm mới làm ăn phát tài, tài lộc vô như nước ha quý cô chú anh chị. Xin chào bà con và cảm ơn chị Liễu Khoan cũng mới hỗ trợ cho Duy Minh một số tiền rất là lớn để là tặng cho anh em những món quà, và sau đó là sẽ đi giúp những cái hoàn cảnh khổ đó nghe quý cô chú anh chị. Số tiền là 32 triệu quý cô chú anh chị, trong đó là mua quà hết mười mấy triệu tặng anh em, còn số còn lại là còn mua tặng sư cô nữa nè, rồi làm những cái công việc là thiện nguyện nữa nè quý cô chú anh chị. Rất là cảm ơn chị luôn. Xin chào bà con, chúc bà con cô bác là nhiều sức khỏe nha.